mẫu Honda SH 2023 khi nào ra mắt chính thức ở Việt Nam? Wow, hay với ta, biết thông tin luôn. Hiện tại thì Honda Nam vừa mới chia sẻ một cái hình ảnh về một mẫu xe sắp chuẩn bị được giới thiệu mới hoàn toàn tại Việt Nam vào ngày 22 tháng 12, tức là gần Noel. Đấy, nói chung là anh em cũng đang hóng chờ và chưa biết mẫu xe là gì, bởi vì là cái đèn pha nhìn rất, nó không có chi tiết được con xe. Mẫu nghĩ mà mẫu cũng đoán cũng ra. Hiện tại thì tất cả các trang báo mạng họ cũng chưa có một cái thông tin chính xác về mẫu xe đâu, bởi vì rất là kín nha. Bạn phải kín vậy nó mới gây sự tò mò đúng không? Nhưng mẫu vẫn thích cái con xe SH này. Hiện tại đã mẫu đang đẹp mà anh em cứ đòi cái mẫu 23 làm gì ta? Hiện tại con xe SH Nam đời 2022, mẫu này sửa mặt khay đầy đủ công nghệ ABS và phanh thường tùy theo phiên bản, và những cái màu sơn này rất là hot. Có gì mà không mua, mà đi mua cái con xe thật sự vô nản ghê quá. Thôi thì anh em cứ ráng chờ đi. Anh em nào comment bình luận ở dưới, anh em là nhanh nhất và đón con xe chính xác nhất, màu có một phần quà tặng trong cái mũ. Sẵn video này thì cũng đầu tháng mà cũng chia sẻ về cái về những cái giá bán cho anh em về những cái con xe hiện tại nha. Hiện tại thì như Honda SH này thì sẽ có giá dao động là từ khoảng 81 triệu đến 127 triệu tùy theo phiên bản 125, 150 ABS hay là CBS. Honda Winner thì phải nói chung khuyến mãi rất là nhiều dành cho Winner, giá dao động tầm khoảng 36 triệu 500 cho tới khoảng 40 triệu hơn ra biển luôn nha. Đối với AB thì sẽ có phiên bản 125 và 160 động cơ SB cộng 4 van, thì AB sẽ có dao động tầm khoảng 43 triệu cho tới 63 triệu. Đấy, 43 triệu cho tới 63 triệu, tức là giá này anh em đăng ký ra biển ở Quy Nhơn luôn nha, ra biển số luôn. Rồi Vision nó sẽ có những cái phiên bản tiêu chuẩn như một chiếc màu trắng như này đấy, rồi chiếc phiên bản cao cấp như này sẽ mở khai phiên bản cá tính. Vision sẽ có giá dao động là tầm khoảng 34 triệu cho tới 42 triệu. Thì hiện tại bây giờ Vision thì mọi người mua xe thực sự nó là năm nay cũng rất thực sự là hơi khó khăn, tình hình kinh tế chung, cho nên là xe hơi chậm và giá không có điều chỉnh tăng. Và đối với Vision thì mọi người mua xe nếu như không quay trúng SH hoặc là Vision sẽ được trúng một cái cạc 600.000 đấy, đối với Honda Vision. Qua đây mẫu xe số nha, mẫu xe số bình dân ở đây có Wenfa. Thì Honda dòng xe số thì sẽ có giá động mức giá tầm 20 triệu tới 28 triệu tùy theo phiên bản vành cơ hay là phanh đĩa hay là vành mâm hay là FE như dòng xe RX này. Thì đối với những dòng xe quay RX này, bạn vẫn có cơ hội quay trúng thưởng nha, quay trúng SH hoặc là Vision. Còn riêng mà cạc 600.000 là có Alpha Black này, thấy là thấy hấp dẫn chưa? Và Slit ở đằng kia có một con Slit màu đỏ, hiện tại list ra biển số sẽ dao động tầm khoảng 41 triệu cho tới 46 triệu. Ở đây là phiên bản cao cấp, nó có bóng led nha, phiên bản thường thì nó sẽ có bóng halogen. Đấy, ở đây có SH Mod 350. Ở đây là những mẫu xe mà báo giá trong thời điểm đầu tháng, và hy vọng nếu như anh em có nhu cầu mua xe liên hệ ở cửa hàng nha. Tớ luôn trực ở đây để cập nhật, chia sẻ mọi người ủng hộ mẫu con xe thì liên hệ tại Honda Hàn Phúc 703 0305 07 Võ Nguyên Giáp.